Đây là xe C5 vừa từ hãng ra các bác nhá. Khách hàng mong muốn rằng giữ màn zin mà biến cái màn zin đấy thành màn hình Android thì ngay lập tức chúng ta cắm ngay cái box D14 Ultra để biến màn zin thành màn hình Android các bác ạ. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc cắm thiết bị này vào. Đấy, và cắm vào USB, cổng USB là chạy luôn các bác nhá. Đấy, sau khi mà mình cắm xong ấy, mình cài đặt một số tính năng, ví dụ như là về Mapline này, Kiki này và một số cái tính năng khác thì nay chúng ta có luôn cái giao diện chính của HTD trên màn hình C5. Đây các bạn nhìn thấy nhá, giao diện rất là đẹp luôn. Thì chúng ta có thể vuốt ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy là các biểu tượng về các icon về các app của HTD. Ví dụ như chúng ta muốn kiểm tra và tính năng Google Maps lên, tính năng về Mapline lên thì đây chúng ta có bản đồ về Mapline. Bản đồ về Mapline rất thông minh các bác nhá, có luôn cả tính năng cảnh báo tốc độ này, cảnh báo khu vực đông dân cư này, cảnh báo camera phạt nguội luôn các bác ạ. Ngoài ra thì chúng ta có luôn YouTube thì chúng ta có YouTube của HTD này, không có quảng cáo luôn các bác nhé. Đấy, đấy, rất là hay luôn. Hiện tại là khách hàng nó không có đây, do vậy em không thể nào cài đặt được Zalo để ra lệnh nhỏ nói, nên là em thao tác bằng tay các bác ạ. Đấy, đây là em mở luôn cho các bác nhạc hình nhé. Đấy, rất là nhạy luôn. Đấy, rất là nhạy và mượt, cực nhạy, cực mượt các bác ạ. Ngoài ra thì chúng ta có luôn cả tính năng đó là theo dõi xe từ xa trên phần mềm GPS của HTD. Ứng dụng trên app HTD này, chúng ta có luôn thông tin về xe này, biển số xe đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy, chúng ta có luôn cả vị trí xe này. Đấy, lịch trình xe có luôn này, thông tin xe chúng ta cũng có luôn các bác nhé, từ biển số xe rồi hãng xe gì này, tên sản phẩm luôn này các bác nhé. Ok. Đấy, các bác quan tâm đến các sản phẩm về Android Box, lắp cho tất cả các dòng xe, bình luận bên dưới. Em Phương đến từ Auto365 Mỹ Đình sẽ liên hệ tư vấn. Em xin chào các bác.